Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Và một ngày mới thì mình xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Thời gian qua mình nhận được rất là nhiều những lời tư vấn từ phía bà con mình gửi về những cái mẫu nhà mái thái ở nông thôn có cái sảnh bên hình chữ L các bạn. Đây chính là một cái mẫu nhà mà được rất rất nhiều bà con mình ưa chuộng, lựa chọn xây dựng. Tuy biểu là một comment của bạn Thắng ở Bình Định thôi các bạn. Bạn này tìm thấy mình trên YouTube và nhắn tin nhờ mình tư vấn với một cái mẫu nhà chiều rộng là 7m, chiều dài là 15m ở nông thôn với tầm khoảng chi phí khoảng 500 triệu. Chính vì vậy mà hôm nay mình sẽ gửi đến mọi người một cái mẫu nhà mái thái mà mình cũng rất là yêu thích cái mẫu nhà này. Mẫu nhà mái thái mà mình chia sẻ trong cái video này với cái chiều rộng là 7m, chiều dài là 15m ở nông thôn có cái sảnh bên hình chữ L mái thái và bắt dần cái phần cái mái thái ở phía sau. Và tổng cái chi phí xây dựng cho cái nhà này là nó khoảng 600 triệu các bạn. Nhưng mà được riêng về đối với cái bạn Thắng này, nếu như mà bạn xây với cái diện tích chiều rộng là 7m, chiều dài là 15m thì nó khoảng độ khoảng từ 500 triệu cho đến 550 triệu thôi nha các bạn. Các bạn đang quan sát đó chính là cái mặt bằng bố trí công năng của mẫu nhà mái thái này, gồm có cái phần sảnh trước, sảnh bên, một phòng thờ, một phòng khách, ba phòng ngủ, một nhà vệ sinh và cái khu vực bếp vào cái phòng ăn. Cái vị trí trước và cái sảnh trước và cái sảnh bên đó thì được đúc bê tông các bạn. Nhà đều được cái thiết kế là hai cái cấp mái thái. Và cái phần bắt dần ở phía sau đó chính là hai cái mái thái hình chữ A nha các bạn. Đây thì người ta gọi đó chính là cái mẫu nhà hình chữ đinh nha các bạn. Chữ đinh hay nói cách khác đó chính là cái chữ T úp ngựa của mình. Thời gian trước mình có úp một cái mẫu nhà cấp 4 với việc phối màu là màu tím hoa đậu biếc, hay còn gọi là màu tím hoa gà các bạn. Được rất nhiều bà con mình phản hồi đã rất là thích về cái mẫu nhà này. Do đó trong cái mẫu nhà này mà mình gợi ý vẫn là cái màu tím đó. Tuy nhiên về cái phần cái màu sắc thì mình có thể thay đổi tùy theo cái màu sắc mà mình yêu thích, cũng giống như là cái màu phong thủy của gia chủ nha các bạn. Về mặt tiền thì cũng được thiết kế rất là đơn giản các bạn, được thiết kế đó chính là những cái cột vuông kẻ chỉ và tạo cái điểm nhấn bằng những cái màu tím hoa đậu biếc. Và những trên phần mái thái thì được thiết kế là những cái đường tròn đồng tâm và những cái chỉ ngang các bạn. Riêng về cái phần xeno thì được mình thiết kế là xeno thành dòng nha các bạn. Nếu như mình có thể thay đổi là cái phương án là cái mái thả, cái mái thái mà đổ cái dè thả thì nó vẫn rất là đẹp nha các bạn. Đây chính là cái mẫu nhà mà mình đã thực hiện thiết kế cách đây khoảng 2 năm cho gia chủ ở Cai Lậy, Tiền Giang các bạn. Và khi thực hiện xong cái mẫu nhà này được rất là nhiều những lời ngợi khen từ phía gia chủ, cũng giống như được phía bên nhà thầu. Tuy nhiên thời gian gần đây có một bạn cũng ở Cai Lậy, Tiền Giang đó cũng rất là thích cái mẫu nhà này và muốn sửa chữa cải tạo lại cái mẫu nhà này theo như cái mẫu gốc của cái nhà này đó các bạn, là mình cũng cảm thấy rất là vui. Mẫu nhà này không có quá nhiều những cái chi tiết trang trí hơi phức tạp, nhưng nó có rất là nhiều những cái điểm nhấn cũng rất là dễ thương và cũng rất là đắt giá các bạn. Về cái phần lan can của cái sảnh phía bên tay trái thì được mình làm cái lan can nha các bạn, để giúp cho ngôi nhà này đã trở nên nó cứng cáp và an toàn trong quá trình lưu thông sử dụng nha các bạn. Với một cái chi phí vừa phải cho cái mẫu nhà này, nó dao động từ 500 cho đến 550 triệu, đó chính là cái niềm mơ ước của rất là nhiều bà con mình ở nông thôn để sở hữu được một cái ngôi nhà như thế này. Đối với cái mẫu nhà mái thái này thì nó lợp ngói nó chính là đẹp nhất nha các bạn. Nếu như mà cái kinh phí của mình nó hạn hẹp thì có thể mình chuyển sang lợp tôn. Tuy nhiên lợp tôn đó thì nó cái độ chắc chắn, cái độ đầm chặt và cái giá trị của ngôi nhà thì nó không bằng lợp ngói.
Và trong cái thiết kế của sản phẩm này, về cái phần cửa thì mình thiết kế đó chính là cái cửa nhôm xuyên pha màu trắng nha các bạn. Còn nếu như mà cái kinh phí của mình nó hạn hẹp, mình có thể chuyển sang cái cửa sắt sơn tĩnh điện, nó cũng rất là đẹp và cái độ cứng cáp của nó cũng rất là cao. Còn về cái gạch nền thì mình cũng khuyên bà con ở thời điểm bây giờ là nên xài cái gạch nền là 80-80, vì trong cái phần cái gạch nền 80 này nó ẩn chứa rất là nhiều những cái kỹ thuật cao bên trong đó, như là bóng kính, vân giả đá, bebo, và cái độ cứng của cái gạch 80 này nó rất là cao, vì cái thịt để mà sản xuất lên cái gạch 80 này nó là bằng đá nha các bạn. Hy vọng thông qua cái video này mình góp phần tư vấn giúp cho bạn Thắng ở Bình Định có thêm một cái nhìn tổng quát hơn về một cái mẫu nhà máy thái ở nông thôn, cũng giống như là cái chi phí ban đầu mà bạn bỏ ra đầu tư cho cái mẫu nhà máy thái này, nó dao động từ 500 cho đến 550 triệu. Mình cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi của bà con mình gửi về và mình tư vấn là cái chiều cao mái thái là bao nhiêu là hợp lý. Thì trong video này mình cũng xin chia sẻ thêm, đó chính là chiều cao mái thái đó chính là bằng một góc 45 độ giữa cái cạnh theo cái chiều ngang và theo cái chiều cao của nó. Thì quy định của cái mái thái là 45 độ thì nó đẹp, chứ nhưng mà mình làm mà nó ngoài cái 45 độ này thì cái mái thái của mình nó không có được cao ráo nha các bạn. Vì cái vẻ đẹp của cái mẫu nhà mái thái nó đến từ cái chiều cao của cái mái thái và cái phần cái trang trí mái thái. Còn nếu như mà cái mái thái mà mình làm nó thấp quá hoặc là nó cao quá thì nó sẽ trở nên nó không có cân đối. Vì sao cái mẫu nhà mái thái mà được nhiều bà con mình ưa chuộng đến như vậy? Vì nó có cái phần cái sảnh trước và cái sảnh bên lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt, tạo nên những cái khoảng không để mình sử dụng trong quá trình mà tiếp khách cũng giống như là đám tiệc của nhà mình. Bên cạnh đó thì cái view nhìn của cái mẫu nhà mái thái này trên một cái mảnh đất trống nó sẽ phô diễn hết những cái vẻ đẹp của cái mẫu nhà mái thái. Chính vì vậy mà được rất là nhiều bà con mình ưa chuộng với những cái mẫu nhà mái thái như thế này. Có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà mái thái mà các bạn rất là thường hay gặp ở vùng nông thôn hoặc là gặp ở đâu đó. Tuy nhiên ở đây mình có tạo nên những cái điểm nhấn, những cái điểm mới cho cái mẫu nhà mái thái này. Vì cái việc ngăn cách giữa cái phòng khách và bức phòng ăn thì ở đây được mình trang trí một cái vách ngăn. Vách ngăn này là bằng sắt sơn tĩnh điện các bạn. Về cái hoa văn của nó là những cái đường sọc ngang và cái sọc xuôi, người ta gọi đây chính là cái hoa văn poly các bạn, tạo nên một cái điểm nhấn và một cái vách ngăn như thế này nó cũng rất là cần thiết các bạn. Cái mẫu nhà của cái phiên bản gốc này đó, cái chiều rộng của nó là 7m và chiều dài của nó là 17m. Nếu như mà mình xây dựng với cái chiều rộng mặt tiền là 7m, chiều dài là 15m thì mình bóp nhỏ cái diện tích hai cái phòng còn lại cũng rất là hợp lý, đầy đủ công năng. Và những cái công năng ở bên trong được đặt để riêng biệt hết các bạn. Cái phòng thờ riêng, phòng khách, ba phòng ngủ, bếp và vệ sinh, đầy đủ công năng sử dụng cho một cái gia đình hai thế hệ luôn các bạn. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ nhà mái thái Bắc Dần ở nông thôn với cái chiều rộng là 7m, chiều dài là 17m, gửi đến bà con cô chú bác và anh chị mình có thêm sự lựa chọn và sự tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Video của mình đến đây là xin kết thúc và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.